Rồi, hôm nay lên con bò nổi cho anh em nha. Con này là con bò nổi, con này mới được có 3 tháng lòng thôi anh em. 3 4 tháng vậy thôi. Con chim này là mình gắt dính nha. Gắt dính mình chia lại cho cái ông chú kia. Chú kia rồi bây giờ mình bắt lại. Thấy nó chơi quá rồi mình bắt lại. Nói chung con chim mình bắt về đây nó cũng hơi sượng sượng anh em, nó cũng chưa căng nha. Hàng này là hàng VIP nha anh em. Con này là nói chung mà treo đâu nó cũng kêu chứ á. Tại về nhà mình thì nó cũng còn hơi sượng sượng nha. Chung là con chim mà 3 4 tháng mà chơi như vậy là rất là ok nha anh em. Con này nè anh em nào về nuôi tập mồi ok nha, con này VIP nha anh em. Anh em nào muốn sở hữu thì cứ alo nha. Con này là con giống thổ nha anh em. Thổ tiếng tốt lắm. Con chim này lì như trâu luôn nha anh em. Tại vì lúc mình bắt về là nó chơi dữ lắm. Bữa đầu bắt về là nó chơi cực kỳ mạnh luôn. Nói chung nó chơi là không thua gì là con mồi thuột. Lúc mình bắt về là mình bỏ dưới đất á. Mình bỏ dưới đất á là nó chưa kịp treo lên là gáy trong lòng luôn anh nè. Chưa có sang lòng nó là gáy trong lòng luôn. Chưa treo luôn á. Nói chung con này 10 mới nó chỉ có được 6 7 vậy thôi, nó chưa có đủ hết lửa nữa. Nó mới chơi lại được 2 bữa nay à. Rồi lên anh em nào thích thì alo. Lông gừng còn nha anh em. Lúc hổm là mình tính bắt mà ổng nói con chim là chim của mình đưa cho ổng mà mình không không biết luôn anh em. Mình không ngờ mà mới chim mới bắt mà nó chơi như cái con chim thuộc à. Anh em nào ưng thì alo nha. Em sẽ báo giá cho. Con chim này tầm chim ngoài anh em chim này rất là dễ mua nha. Chim này anh em nào có bổ về tập chơi con chim này VIP.